Supermoviet.vn bán những quần rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Ngày hôm nay Mô Việt sẽ chơi một phong cách dị các bạn ơi. Ôm đi rừng. Người đi rừng tất nhiên là phải cầm trừng trị rồi. Nhưng mà nhiều bạn cầm trừng trị chưa chắc đã phải đi rừng nha. Ôm rất nổi tiếng với khả năng solo tay đôi. Khi mà các bạn xích chục cuối thì chắc chắn sẽ có tỷ lệ thắng rất là cao. Nhưng mà 1-1 thôi nha. Bởi vì là chùm đấu sĩ tay đôi mà 2-1 thì các bạn cũng phải dọn lẹ luôn. Phong cách mình chơi hôm nay chính là phong cách Omen đi rừng. Và đi rừng thì tất nhiên là chúng ta không thể gọi là solo được, bởi vì người đi rừng là phải đi gank. Đi gank thì nó kiểu gì cũng đánh nhau đông mà các bạn ơi. Đánh nhau đông thì làm sao mà solo tay đôi được. Đừng lẽ vào tránh ra, tránh ra, tránh ra để solo với AD. Thế thì không có được đâu. Trợ thủ phải bảo kê AD mà. Nhưng mà các bạn sẽ chơi kiểu này nha. Rồi thì tái bắt đầu. Kéo phát đóng băng trúng xích chiều cuối. Nghĩa là các bạn xích vô, sau đó các bạn ơi, xích này. Đó. Sử dụng những phát kéo chiêu 1 và những phát xích chiêu cuối. Cover cho đồng đội đánh là phong cách Omen đi rừng. Tất nhiên những vị tướng, chất tướng kiểu là đấu sĩ đỡ đòn như Omen đi rừng sẽ không thể so sánh được với sát thủ chuyên đi rừng đâu. Nhưng mà vẫn có thể chơi được nha các bạn ơi. Hơi khó chút thôi. Ai cứng chọn việc nhẹ nhàng. Việc khó chắc là chôn game. Phong cách vui nha, anh em không nên học theo. Nói chung là lâu rồi không chôn game một tí. Chơi vui một tí. Nhưng các bạn chú ý nhá, trong phiên bản tiếp theo, nếu các bạn đi sai vị trí, ví dụ những cái trong chế độ là chọn trước vị trí trong xếp hạng mà các bạn chọn vị trí xạ thủ, tại sao lại tranh rừng đó, các bạn sẽ bị tố cáo. Bạn sẽ bị tố cáo nha, phải bị phạt đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn tranh vị trí, các bạn lại thể hiện các bạn xanh ne này 10-0, 11-0, 12-0 hay là gánh team gì đó thì các bạn sẽ không bị tố cáo. Đấy, nghĩa là xác định tranh rừng thì bạn vẫn là người đánh tốt. Đấy, đừng xong fit kiểu gì cũng bị chú ý tìm đấy các bạn ơi. Cái này là hội đồng liên cơ bài muốn hạn chế cái tình trạng tranh nên thời điểm hiện tại. Khiến khi chúng ta chơi game liên cơ bài, làm sao chơi một ván game liên cơ bài cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui. Chứ chơi game xong một ván cảm thấy ức chế vô cùng thì chơi game làm cái gì đúng không? Bỏ hết game chơi làm cái gì nữa? Rồi bị ban hay căng rồi. Mất trụ rồi. Không ép được trụ anh em ơi. Để mình đi xô đường, mình đẩy trụ trộm nhanh lắm. Nhưng mà, ê, cái này mình xin. Chạy đi đâu? Tân tính vào đấy làm gì không biết nhỉ? Không hiểu bạn Quyền Vương vô đó làm gì. Khả năng bào trụ của men ở vô đối rất nhanh. Kéo về. Đây có trụ cuối. Ra chết rồi, hơi hồi trụ cuối này bạn ơi. Xích chó quất. Xích cá nhờ anh em ơi, sorry. Thường người ta hay coi câu là xích chó. Và bây giờ tôi chơi xích cá. Nghiêm cấm là lên hai món đồ Rìu Đê Than kết hợp với Tròn Phần Na nha. Ngày xưa thì có thể được, bây giờ là nghiêm cấm lên. Đến thì nên được thôi, nhưng mà nội tại sẽ trùng nhau. Thành ra là vẫn ra lên cái phong cách đó là áo tròn từng ra rồi kiếm pha ly. Đi rừng thì tất nhiên là điều đi than và kiếm pha ly. Và tất nhiên là điều đi than đấy game sẽ khỏe hơn món đồ áo tròn thần ra nha các bạn ơi. Đốt đau hơn, trâu hơn. Xích. Chạy đi đâu. 5-0 dành cho Omen đi rừng nhưng mà hòa được tình bạn rất gắt. Đôi xíu anh em ơi.
Hên lên cao là Hên ăn được mạng, Hên cũng lên bảng thôi. Ham hố làm cái gì bạn ơi. AD Yulo, AD Yulo, ủa ba làm gì vậy nhỉ? Cố thằng AD Octo. Ui, ui, các bạn ơi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được bàn chiến thuật. Bình tĩnh, chiến thuật mình đã lên kế hoạch từ trước rồi. Thôi 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 nha, thôi nha, thôi nha. Mắc ơi, mắc ơi, dừng lại, stop, đúng rồi. Hãy tưởng bạn băng trụ, mình lại xích cho. các bạn đánh những vị tướng mà đi rừng không dùng mana thì thôi, vừa rồi là mình chỉ là múa cho các bạn xem thôi nha. Ăn được mạng Violet rồi, sau đó là Quyền Vương, hay quá, có lợi thế rồi anh em ơi. Ép trụ nha, ép trụ hoặc ăn rồng này, người ép trụ người ăn rồng, lấy lợi thế từng tí một. Có lợi thế là chúng ta phải tận dụng triệt để. Sao mọi người không tận dụng được cái gì mà lên bảng số thế? Do này không được, có bảo kê. Thực sự thì Omen trong những pha giao doanh tổng các bạn không khỏe, các bạn nhô đầu ra, các bạn xích chiêu cuối đó, các bạn kích hoạt chiêu 2 để tăng cho team đánh thôi. Đấy, xong là các bạn lui về đó, đi ăn lính đẩy trụ. Rồi phong cách cho Omen chuẩn, khi đi xô đường của đi rừng thì các bạn thực sự sẽ khó hơn, bởi vì đi rừng mà mà chạy đi đẩy đường thì ai là người gánh được team đúng không? Và các bạn ra đường farm, farm thọt của người đi đường, chủ xuất phát ngay. An toàn thần đã, an toàn thần, nhanh nhanh đây các bạn ơi, chốt con toàn thần này, nhanh đây, nhanh đây, nhanh, không về được, không nát nhà. Toàn đấy, về nhanh anh em ơi. Đánh Omen đi đường, các bạn có cái combo chiều cuối tốc biến, nhưng mà đi rừng sẽ không có đâu, thành ra là sẽ khó hơn. Ôi, trời ơi, ơi tôi bị đau mắt quá. Ôi dã man, lên luôn, lên rồi. Thôi mình sẽ sửa sai, thực hiện những pha mù mắt hơi nhiều rồi đấy các bạn ơi. Đúng là đánh Omen mà không có cái tốc biến chiều cuối nó hay bị gọi là hay bị hình theo kiểu là mù mắt á. Có tốc biến dùng nó sướng hà hơn hẳn, nó đẹp mắt hơn hẳn. Tôi có tốc biến nó cứ thấy thiếu thiếu anh em ơi. À, mình gần mắc cái nội tại đồ rừng rồi nha. Coi như là sẽ rất là trâu khi mà mắc. Cá ơi chạy đi đâu? Ở khi đánh Omen thì các bạn nhớ là sử dụng bảng ngọc 26% tốc đánh, chạy được à bạn. Mình nói chung là lên đồ theo kiểu cover cho đồng đội, làm cho băng giá, kết hợp những phát kéo và phát xích sẽ thực sự là tóm ai thì người đó sẽ bị hội đầu nha. Nhưng mà các bạn chú ý nhé, khi dùng Omen tóm tướng địch chứ đừng để tướng địch hội đầu mình. Thế là chạy luôn nha, đừng có ham. Omen solo 1-1 thì khỏe thôi, chạy đi đâu. 2-1 là cũng hơi bị trột đấy. À, Tết sắp đến rồi các bạn ơi, nhà bao nhiêu là việc, chính vậy không ra được clip nhiều, các bạn thông cảm cho mình nha. Tết xong thì chúng ta lại quẩy thôi. Mắc chơi thật kìa. Mắc chơi lớn rồi. Mắc chơi lớn thật. Băng hẳn giết Nini luôn. Thực ra thì những pha như vậy thì mắc ăn được nhưng vẫn phải chết thôi. Nói chung là đổi mạng. Thế mình hơi tiếc cái chiêu cuối. Mình đã không cứu Lily, sorry Lily nha, mình nghĩ là bạn chạy được rồi.
Đó là một cú đồng băng chuẩn. Rồi, xích được chúng Quyền Vương. Xích chúng ai thì chúng quân. Không ổn tẹo nào anh em ơi. Có thêm đồng đội đến. Valen đến, Valen bắn. Cờ đét gì ai vậy? Cờ đét gì điêu thuyền. Nhưng mà cờ đét sẽ phải chết. Sau đó thì lên luôn. Hay quá. Trận này quá thơ, quá là càn ướt tim. Chứ không là Omen. Nhưng pha mà như vậy thì mình thấy Arthur nó khỏe hơn nhá. Đánh nhau đông đông mà thơ khỏe hơn, dí khỏe hơn. Tôi mình ăn thì đấy các bạn thấy đấy. Uầy. Về về bạn ơi, ăn tà thần nha. Đó các bạn thấy chưa? Cái tốc độ ăn đàn thần thì nó hơi bị phù gấp. Mặc dù Omen là chất tướng mà đấy. Sau khi mà kích hoạt được cái găng tay hắc kêu đỉnh độ thì to chà bá. Cầm cái thanh kiếm ngầu chà bá lửa. Một thanh niên ngầu boy của Genko Bay. Rất nhiều anh em sử dụng để đi solo đường. Ở đèo đánh rất là cao, đấu giải rất là nhiều. Ồ, nói chung là mình tướng mạnh trong Genko Bay. Xích nhầm con cá rồi. Thế tôi ăn thịt cá vậy. Xích ai đập người đó thôi. Đập cá không chết. Đấy anh em ơi, xích thì chúng ta nhớ xích chủ lực team bạn nha. Pháp sư, sát thủ hay là D gì đó. Xích tanker. Ok đấy xích chúng bạn ơi. Nhưng mà con cá đâu nó che thôi. Anh xích con cá. Sorry sorry. Thắng rồi, lên luôn lên luôn. Lên luôn anh em ơi. Uầy và lên bản giác đấy nhỉ. Ăn trụ nào. Ok. Về thôi, về ăn rồng. Nói chung là anh em mà lên bản đánh số rồi chỉ kiểu gì cũng đúng nhá. Vì khi đó là các bạn đấy chỉ tập trung vào thế trận, là các bạn đấy có những pha phân tích chuẩn xác. Có anh em đang húng lưu, đang thăng máu thì có lẽ là vẫn mải mê đánh nhau. Hiện tại thì mình đã full đồ rồi. Ở khi Omen full đồ thì các bạn biết rồi đấy. Rất là khỏe. Nhưng mà còn tìm về mục tiêu để mình xích cái đã. Rồi, xích được Quyền Vương rồi anh em ơi. Hay quá, sợ mỗi Quyền Vương. Thôi thì lát team sẽ làm cái gì. Vai ô mấy cái John thì sợ cái gì đâu. Sợ mỗi Quyền Vương thôi. Ok, end game các bạn ơi. Hết. Như vậy thì video clip một Việt chơi Omen thì gọi là chơi tí cho vui. Đi dừng lại, đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và hẹn các bạn trong clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.